qua cái phép kiểm định đó là True Way ANOVA. Được không nào? Tức là phân tích phương sai hai yếu tố. Được không nào? Thì ở đây là phân tích phương sai hai yếu tố là sự mở rộng của phép kiểm định phương sai một yếu tố. Nó sẽ kết hợp hai biến định tính cho một cái phép định lượng. Giống như hồi nãy là các bạn thấy là one way ANOVA, đó là một cái biến định tính và một cái biến định lượng. Biến định lượng là biến FTB đấy, còn biến định tính là cái biến trình độ đấy các bạn. Đúng không? Họ là giới tính, đúng không? Đấy, còn ở đây là nó sẽ có hai biến định tính luôn. Đấy, và giả thuyết đưa ra thì nó cũng tương tự như vậy, H0 tức là phương sai các tổng thể bằng nhau, tức là không có sự khác biệt về giá trị trung bình. Và giả thuyết H1 tức là phương sai các tổng thể bằng không bằng nhau. Được không nào? Mà không bằng nhau tức là có sự khác biệt về giá trị trung bình. Được không nào? Đấy. Và chúng ta sẽ chấp nhận H0 khi hệ số sigma lớn hơn 5% và chấp nhận H1 khi hệ số sigma bé hơn 5%. Đấy. Thì ví dụ minh họa ở đây mình đưa ra cho các bạn thì các bạn dễ nắm nè. Khi mình đưa ra ví dụ thì mình đưa ra giả thuyết H0 luôn, bởi vì cái phép kiểm định này nó khá là phức tạp. Và mình nói với các bạn là phép kiểm định này nó không những nó phức tạp mà các nhà nghiên cứu cũng rất ít người sử dụng. Ví dụ như 10 người mình thấy chưa được một người sử dụng nữa. Đúng không nào? Đấy. Thì giả thuyết H0 đó là điểm đánh giá trung bình của cái biến A1 không có sự khác biệt về giới tính. Đúng không nào? Ở đây đấy, các bạn thấy là mình lấy cái biến A1 mình làm mẫu trong cái ví dụ này. Hoặc là ví dụ như bây giờ mình có thể sử dụng cái biến A trung bình luôn đi chứ không phải là A1, được không? Các bạn đấy, để lát mình thực hành mình làm luôn cái biến A trung bình. Đúng không? A trung bình thì nó đại diện tổng thể cao hơn. Được không nào? Đấy. Không có sự khác biệt khi xét về giới tính. Được không nào? Và điểm đánh giá trung bình của cái biến A trung bình này nó cũng không có sự khác biệt về trình độ. Như vậy các bạn thấy này, là trong cái ví dụ là tu với ANOVA thì ngoài cái việc là xét về giới tính thì nó xét luôn thêm cái biến trình độ nữa, hoặc là trình độ với độ tuổi, các bạn hình dung không? Đấy, và là H0 cho nên là nó phải dùng từ là không có sự khác biệt, không có sự khác biệt. Và thêm một cái nữa là không có sự khác biệt về việc đánh giá biến ATB khi xét đến sự tương tác giữa giới tính và trình độ. Đấy, các bạn thấy không nào? Đấy, thì đây là ba cái giả thuyết mẫu, ba cái giả thuyết mẫu trong cái giả thuyết H0 là không có sự khác biệt. Các bạn có thể tham khảo để sau này các bạn viết cho bài của các bạn. Ví dụ như bài của các bạn sau này đó là sự hài lòng, đó là điểm đánh giá trung bình của sự hài lòng không có sự khác biệt về giới tính. Điểm đánh giá trung bình của sự hài lòng không có sự khác biệt về trình độ. Và không có sự khác biệt về việc đánh giá sự hài lòng khi xét đến sự tương tác giữa giới tính và trình độ. Ví dụ như vậy. Được không nào? Rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào trong phần mềm và mình thực hiện để cho các bạn xem. Và cái phép thực hiện đó, nó khá là phức tạp các bạn nha. Nó nhiều thao tác hơn so với lại những cái phép kiểm định vừa rồi. Được không nào? Rồi ở đây mình sẽ vào trong phần mềm này. Đây mình cũng làm y như vậy nha. A trung bình với giới tính với trình độ, đúng không nào? Đây. Rồi. Mình sẽ vô Analyze. Mình sẽ vô trong cái mục đó là General Linear Model. Sau đó là mình sẽ chọn cái mục đó là Univariate. Được không nào? Đấy. Trong cái mục Univariate này mình sẽ đưa cái biến mà mình cần đánh giá đó là A trung bình chẳng hạn vào trong cái khung đó là Dependent Variable. Được không nào? Và trong cái mục đó là Fit the Factor thì mình sẽ đưa hai cái biến phân loại vào, đó là giới tính với trình độ vào. Được không nào? Các bạn thấy không nào? Đấy. Rồi tiếp theo mình sẽ bấm vào cái mục đó là Option. Được không nào? Trong mục Option thì các bạn thấy rằng là mình sẽ lần lượt chọn 4 cái mục, đó là Descriptive Static Estimate of Effect Size Observed Power Homonegative Test. Những cái giá trị này các bạn thấy quen không? Ví dụ như Homonegative Test này là cái bảng ANOVA hồi nãy á, đúng không? Họ là bảng Lenevé, đúng không? Descriptive là cho ra giá trị trung bình của các nhóm phân loại, đúng không nào? Đấy. Rồi Estimate là mức độ ảnh hưởng, đúng không nào? Rồi bấm Continue. Đấy. Rồi các bạn thấy là bấm OK cho mình thì nó sẽ cho ra này. Bảng thứ nhất đó là bảng cho thấy được cái số lượng khi mà phân loại, ví dụ như phân loại theo giới tính này thì nam thì sẽ có 121 người, nữ sẽ có 77, còn trình độ thì trung học phổ thông là 23, trung cấp cao đẳng là 59, đại học là 75, sau đại học là 41. Được không nào? Bảng tiếp theo đó là bảng Descriptive Static thì sẽ cho biết được cái giá trị trung bình của cái biến mà các bạn đang đánh giá đấy, là cái biến A trung bình, đúng không? Theo từng cái nhóm phân loại kết hợp giữa hai cái biến
Ví dụ như bạn kết hợp nam nữ, tức là giới tính với trình độ, thì nó sẽ có này, giới tính nam với từng cái loại trình độ thì ra cái giá trị trung bình của cái biến A trung bình. Nữ với từng cái trình độ thì ra cái giá trị trung bình đánh giá của cái biến A mà các bạn đưa vào. Ví dụ như vậy. Được không nào? Đấy. Và tiếp theo đó là cái bảng Lenevé. Thì trong cái bảng Lenevé này thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có được cái giá trị xích của kiểm định Lenevé. Tuy nhiên với cái phép kiểm định two-way ANOVA này á, thì chúng ta cái mà chúng ta quan tâm là cái bảng ở dưới này các bạn này. Đó, chúng ta quan tâm liền cái bảng này. Thì khi mà các bạn quan tâm đến cái bảng ở phía dưới này á, thì các bạn sẽ quan tâm đến ba cái hàng này cho mình. Hàng thứ nhất đó là hàng giới tính, hàng thứ hai đó là hàng trình độ, hàng thứ ba đó là hàng giới tính với trình độ luôn. Đây, các bạn thấy không? Bởi vì các bạn có nhớ cái giả thuyết mình đưa ra không? Giả thuyết thứ nhất đó là không có sự khác biệt về việc đánh giá cái biến A khi xét về giới tính. Cho nên chúng ta phải coi về giới tính. Không có sự khác biệt về trình độ khi đánh giá về biến A. Và không có sự khác biệt khi đánh giá về biến A nếu như xét về mối tương tác giữa giới tính và trình độ. Cho nên đó là lý do sao mình có ba hàng này. Được không? Đấy. Và nhìn vào trong ba cái hàng này thì các bạn thấy là tất cả các hệ số xích này, đây, xích đều lớn hơn 5%. Đúng không? Đấu ra 5%, đấu ra phần trăm là đều lớn hơn 5%. Đều lớn hơn 5% tức là không có sự khác biệt. À, chắc chắn là không có sự khác biệt rồi. Được không nào? Đấy. Còn nếu như các bạn muốn biết rõ hơn, được không nào? Là trong từng cái nhóm phân loại á, đấy, là nó sẽ có cái sự khác biệt như thế nào nữa, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm. Nhưng mà đây là chúng ta thấy nó không có sự khác biệt rồi. Cho nên là những cái bước tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta muốn tìm từng nhóm từng cặp thôi. Được không nào? Từng nhóm từng cặp nghĩa là gì? Ví dụ như bây giờ các bạn muốn tìm giữa các cặp với nhau. Ví dụ như bây giờ này là chúng ta muốn tìm giữa các cặp đó là trình độ trung học phổ thông với đại học, rồi trung cấp cao đẳng với trung học phổ thông, hay là những cái cặp như vậy. Đúng không? Với trường hợp đó là cái hệ số xích của trình độ này nó phải bé hơn 5%. Nhưng mà đây là nó lớn 5% rồi, cho nên là những bước tiếp theo chúng ta làm nó cũng ra lớn 5% thôi. Được không nào? Đấy, giả dụ sau này chỗ này các bạn tìm thấy chỗ này nó nhỏ hơn 5% nha. Ví dụ mình giả dụ. Đúng không? Thì các bạn sẽ làm là vô analyze. Được không nào? Rồi, các bạn vào y lại trong cái mục hồi nãy, đó là General Linear Model Univariate. Rồi các bạn sẽ bấm vào cái mục đó là box hot. Trong mục box hot các bạn sẽ đưa cái biến trình độ qua. Trong mục là box hot test for trình độ. Bởi vì sao? Bởi vì hồi nãy mình nói với các bạn là mình giả dụ cái hệ số xích của cái biến trình độ nó nhỏ hơn 5%. Cho nên mình mới đưa cái biến trình độ vào đây. Còn nếu như sau này giả dụ rằng là cả hai mà nó đều nhỏ hơn 5% thì đưa cả hai vào đây. Được không? Đấy, rồi các bạn sẽ bấm vào cái mục đó là scale. Bấm continue. Rồi, các bạn bấm ok cho mình. Đây, thì nó sẽ ra nè. Đấy. Đây, nó sẽ ra thêm cái bảng này. Đúng không nào? Ra thêm cái bảng này, nhưng mà các bạn thấy này. Tất cả hệ số xích đều lớn 5%. Hệ số xích này nghĩa là gì? Đó là nó so sánh giữa cặp trình độ nè với cặp là trung cấp cao đẳng, cặp trình độ trung học phổ thông với đại học nè, cặp trình độ trung học phổ thông với sau đại học thôi. Các bạn hình dung không? Tương tự những cái dưới này là từng cái cặp đó. Đấy. Các bạn thấy, được không nào? Đấy, còn nếu như mà các bạn muốn vẽ đồ thị để thể hiện minh họa sự khác biệt nữa, ở đây nó không có sự khác biệt thì vẽ đồ thị đó nó cũng sẽ không, tức là nó cũng sẽ, đồ thị nó sẽ ngang ngang nhau, đúng không? Thì các bạn muốn vẽ đồ thị thì các bạn sẽ vô trong mục là Graph, các bạn sẽ chọn đó là Legacy Dialogues và các bạn sẽ chọn đó là Linear. Được không nào? Trong mục Linear này các bạn sẽ chọn đó là Multiple. Đấy, các bạn bấm Define. Sau khi bấm Define xong thì các bạn sẽ đưa cái biến A là cái biến mà các bạn cần đánh giá này vào trong cái mục đó là Other Variable đây. Đây, Other Variable là nó vẽ trên trung bình này, các bạn thấy không? Rồi, tiếp tục thì ở trong cái mục đó là Category Axis thì các bạn có thể đưa cái biến giới tính vào. Được không nào? Rồi các bạn đưa cái biến trình độ vào Define Line By. Được không nào? Rồi các bạn bấm OK. Rồi các bạn thấy. Đây. Được không nào? Nhìn vào đây thì các bạn thấy nó có 4 đường.
bốn đường này nó sẽ vẽ theo cái biến trình độ. Đậm nạp ở dưới này có hai mức, đó là mức nam và mức nữ trục hoành này. Đấy, các bạn thấy này, mức nam và mức nữ. Đấy, đậm nạp. Nó không có sự khác biệt các bạn nha. Đậm nạp, rồi. Thì đó là cái kết quả phân tích True Way ANOVA. Đậm nạp, các bạn có thể xem và các bạn có thể thực hành lại. Đậm nạp, đấy, trong cái trường hợp của mình. Và với cái kết quả phân tích True Way ANOVA này, một lần nữa mình kết luận với các bạn á, là không có sự khác biệt khi đánh giá về biến A. A trung bình, cụ thể là biến A trung bình của chúng ta đấy, khi xem xét đến cả hai cái biến phân loại, đó là giới tính với trình độ luôn. Được không nào? Đấy, rồi. Thì đó là cái phép phân tích True Way ANOVA, tức là kiểm định phương sai hai yếu tố. Được không nào? Rồi tiếp theo mình sẽ qua một cái phép kiểm định nữa, đó là phép kiểm định min, kiểm định giá trị trung bình. Được không nào? Với phép kiểm định này thì mình muốn giới thiệu với các bạn, nó là một trong những cái phép kiểm định one way ANOVA, tức là kết quả nó sẽ cho thấy như cái phép kiểm định one way ANOVA phương sai một yếu tố, và cái kết quả nó sẽ cũng hiển thị ra cái giá trị R bình phương hoặc là giá trị sig kiểm định F của mô hình giữa hai cái biến mà các bạn đưa vào phân tích. Được không nào? Đấy, và giả thuyết đưa ra đó là phương sai tổng thể bằng nhau, tức là không có sự khác biệt về giá trị trung bình, và phương sai tổng thể không bằng nhau, tức là có sự khác biệt về giá trị trung bình, bởi vì nó giống như phép kiểm định one way ANOVA các bạn này. Đó nè. Rồi. Và chúng ta sẽ chấp nhận H0 khi hệ số sig lớn hơn 5%, và chúng ta sẽ chấp nhận H1 khi hệ số sig bé hơn 5%. Đó nè. Nhưng mà điều lưu ý ở đây là các bạn thấy là nếu như mà nó giống với phép kiểm định one way ANOVA thì chúng ta nên làm one way ANOVA. Và đó cũng là lý do vì sao mà các bạn thấy là cái phép kiểm định này rất ít khi mà chúng ta thấy các nhà nghiên cứu nhắc đến hoặc là sử dụng đến nó. Đó nè. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên phần mềm mình thực hiện mình thao tác để cho các bạn thấy được cái phép phân tích này. Được không nào? Cái phép phân tích này là khi mà kiểm định min này, mà khi các bạn ra kết quả thì các bạn thấy nó sẽ khá là phức tạp hơn so với lại là những cái phép kiểm định mà các bạn tìm hiểu. Rồi chúng ta sẽ vô analyze, chúng ta sẽ vô compare min, chúng ta sẽ chọn cái mục là min. Đấy. Được không nào? Rồi, trong mục là dependent list này á, các bạn sẽ đưa cái biến, được không nào, mà các bạn muốn phân loại vào. Muốn phân loại là cái biến nào? Xin lỗi các bạn, đó là cái biến nào, là cái biến mà biến độc lập ở đây là cái biến mà các bạn cần phân tích á, ví dụ như là F sự hài lòng này, tức là cái biến định lượng á. Đấy. Được không nào? Hoặc là cái biến A1 cũng được, đúng không? Đấy. Tùy. Đúng không nào? Nhưng mà đây là chủ yếu là người ta hay làm cái sự hài lòng, đúng không nào? Hoặc là ví dụ như biến A1 bây giờ đi nhá. Còn cái independent list này mình sẽ đưa cái biến trình độ này, chẳng hạn. Đúng không nào? Rồi, bấm option này. Trong option này trước hết á là mình chưa bấm hai cái nút ở dưới này, mình làm cho các bạn dễ hình dung cái đã. Được không? Và ở đây các bạn thấy rằng là nó sẽ có sẵn ba cái giá trị, đó là min, n of k, tức là cái số lượng mẫu, standard deviation, độ lệch chuẩn. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn tính toán thêm những cái giá trị nào thì các bạn đưa vào đây nè, đưa vào tùy các bạn. Đúng không nào? Mình bấm OK, continue này, OK. Thì ở đây các bạn thấy nè, nó sẽ kết hợp giữa cái biến A1, đúng không, với cái biến trình độ. Đúng không nào? Các bạn lưu ý là A1 trước là sao? Bởi vì là cái biến A1 này là mình có lưu tên cái label là A1 trước nè, đúng không? Đấy, cho nên ra nghĩ trước nhìn như vậy. Đấy. Rồi các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ ra cái bảng report. Report báo cáo này nghĩa là gì? Là gì ạ? Tức là ở đây các bạn thấy rằng là nó lấy cái biến trình độ, đúng không? Nó có bốn cái đáp án là trình độ trung học phổ thông, trung cấp cao đẳng, đại học, sau đại học. Thì trình độ trung học phổ thông nó sẽ có 23 người. Được không nào? Với 23 người này á, nếu như mà đem đi mà sàng lọc ra, đúng không? Khi đánh giá về A1 á, thì đạt được cái giá trị trung bình là 3,73, các bạn hiểu không? Đấy, 3,73. Còn những người mà trình độ trung cấp và cao đẳng là có 59 người, và trong 59 người này khi đánh giá về biến A1 thì đạt giá trị trung bình là 4,03. Tương tự những người mà trình độ đại học có 75 người, đúng không nào? Và khi đánh giá về A1, tính toán riêng cho những người trình độ đại học không thôi, thì đạt mức độ giá trị trung bình là 4,18. Như vậy các bạn thấy là giá trị trung bình này nó có sự chênh lệch, rõ ràng là có sự chênh lệch này sau đại học, đúng không? Và các bạn muốn biết rằng là cái sự chênh lệch này nó có ý nghĩa thống kê hay không,
thì các bạn sẽ vô Analyze, các bạn sẽ vô Comparing vào mình là vào hồi nãy đó. Vô Option các bạn chọn cái bảng ANOVA Table and ET cho mình, ETA cho mình. Continue, OK. Đấy, thì các bạn thấy này, ngoài hai cái bảng hồi nãy ra. Được không nào? Đây, ngoài hai cái bảng này này, thì nó sẽ có thêm cái bảng ANOVA. Và cái bảng ANOVA này thì các bạn thấy là cái giá trị seed này nó giống như là cái phép kiểm định one way ANOVA. Các bạn có thể chạy lại cái phép kiểm định one way ANOVA đối với hai biến, đó là A1 và biến trình độ. Trong đó biến trình độ là biến phân nhóm nha. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giá trị seed của bảng ANOVA chính là 0.010. 0.010 độ đó phần trăm, tức là 1%, đúng không? Mà 1% nghĩa là bé hơn 5%. Điều đó cho thấy là có sự khác biệt, đúng không, giữa các trình độ khi đánh giá về biến A1. Cụ thể thì ở đây chúng ta thấy rằng là những người có trình độ sau đại học họ sẽ đánh giá cái biến A1 cao nhất và thấp nhất là biến trung học phổ thông. Cụ thể hơn nữa thì trình độ càng cao thì đánh giá biến A1 càng cao, đúng không? Đến nay giá trị trung bình càng cao, càng tăng lên nè so với trình độ này, đúng không nè? Đấy, các bạn hình dung nè. Đấy, và nếu như bây giờ mình giả dụ mình vào lại trong cái phép kiểm định min này các bạn nha, mình vào trong option này, mình chọn luôn cái ở dưới đó là test for linearity, thì các bạn bấm continue, các bạn bấm OK, nó sẽ ra cái bảng này nè, nó nhiều hơn. Thì hai cái bảng đầu thì mình không nói rồi, đúng không? Đấy, thì trong cái bảng ANOVA này các bạn thấy không, nó thêm hai cái giá, nó thêm hai cái hàng này. Thì mình giải thích thôi, bởi vì cái hàng đầu tiên là mình không nói này, cái hàng đầu tiên này nha, cái hàng đầu tiên này nè, là những số đầu tiên này nè, với hai cái hàng ở dưới này, nó là cái bảng ANOVA hồi nãy rồi đấy nè, đúng không? Bây giờ nó chỉ thêm hai cái giá trị linear và deviation for linearity, đúng không? Thì trong đó cái giá trị seed của linearity này, được không nào? Thì các bạn thấy là nó là 0.001, được không nào? Điều này cho thấy cái biến trình độ nó có ý nghĩa thống kê trong việc tác động đến cái biến A1 khi chạy mô hình hữu quy. Các bạn hình dung không? Chạy mô hình hữu quy nó sẽ có ý nghĩa. Và khi chạy mô hình hữu quy thì cái giá trị R bình của cái mô hình đó, nó sẽ là 0.056. Các bạn nhé. Đây, nếu như các bạn vào các bạn chạy mô hình này, regression linear, các bạn đưa cái biến trình độ vào independent và đưa cái biến A1 vào dependent, đúng không? Bấm static, chọn những tiêu chí trong mô hình. Thì cái phần mô hình, nếu như các bạn chưa biết vì sao chọn mấy cái này thì các bạn coi phần mô hình, mà rõ ràng các bạn đã sẽ tìm hiểu rồi nhé. Continue, OK. Thì các bạn thấy này, đây là cái quả mô hình, đúng không? Đây, thì các bạn thấy này, cái giá trị seed của ANOVA này. Đâu rồi, ANOVA. ANOVA của mô hình này là 0.001, nó cũng là đây. Đúng không? Đấy, tức là mô hình, tức là cái biến trình độ này có nghĩa thống kê trong việc tác động đến cái biến A1 đấy, đúng không? Đấy, đây này, đây là cái bảng ANOVA của mô hình này, seed là 0.001. Cho nên ở trên này, đấy, 0.001. Đúng không? Và giá trị R bình là 0.056 này. Cho nên ở dưới này phần mô hình các bạn thấy này, R bình đây nè. 0.056 này, R bình nè. Đấy. Được không nè? Đấy, vì sao chúng ta lại đưa cái biến phân loại là trình độ vào là độc lập khi chạy mô hình? Bởi vì trong cái phần compare min nè, các bạn thấy nè, dưới này các bạn đưa trình độ, cái biến mà phân loại á để đánh giá theo từng cái nhóm á, là chúng ta đưa vào independent ở trong cái phần kiểm định min này mà. Đấy, được không nè? Đấy, thì đây là cái phần kiểm định min các bạn nhé. Được không nè? Rồi, tương tự như vậy các bạn có thể làm đối với dữ liệu của các bạn và cái phép kiểm định.